10 Punkte. Mình biết được cái hình ảnh dây thần kinh mạch máu chạy như thế nào và sau đó là mình tác động đó, các cái hướng. Weil jetzt wollen wir mal den Rücken, also die ganzen Blutbahnen oder Nervenbahnen, die am Rücken sind, befreien. Thế này nó rất đơn giản, ở mỗi một vùng nó chỉ có một số các cái điểm để các bạn tác động thôi. Đấy, ví dụ mình nhìn thấy như này, mình tác động phải làm một cái vùng mông như thế nào để nó không bị co kéo cái dây thần kinh tọa. Các cái điểm tác động ra làm sao? Đấy, thông ở cái vùng mông như thế nào? Tại sao mà mình phải làm như thế? Bởi vì các cái bó cơ nó liên kết vào như thế, nó hay bị co rút thì nó dẫn đến là ảnh hưởng. Cái này là sẽ có trong cái chương trình hay không? Còn hôm nay mình muốn chia sẻ mọi người về cái làm trên mặt trên ấy, và lát nữa có ai muốn thực hành ở trên mặt làm nào. Còn cái này đây là giới thiệu chung sơ qua. Cô có biết cái nào cô có dạy không thì có nói cho người ta luôn. Có. Sẽ hỏi bác Tĩnh là sẽ sắp xếp lịch. Also dieser Rückenbereich und Lendenbereich, das stellt sich immer vor, wie das es auch noch dafür gibt, weil das können wir heute leider nicht mehr machen, also das muss ich halt einen anderen Tag. Ja, das beruhigt mich. Es das schafft ihr doch gar nicht mehr alles. Nein, nein, das ist jetzt wirklich nur eine Vorstellung, was es nicht alles gibt. Mình có các cái bài để hướng dẫn mọi người nhìn theo là biết cách làm hết. Và tất cả những người đi học thì có thể làm. Mình sẽ copy cái phần mềm này cho các bạn. Thì các bạn lại có thể dở ra các bạn xem lại. Thì thông thường là người ta đi giảng thì người ta cho copy cái này. Còn một mọi người muốn quay được thì quay. Nhưng mà đây là mình để các bạn có thể copy được các cái nội dung đấy để các bạn có thể xem lại cho kỹ. Và mình có cái trang gọi là đào tạo vẻ đẹp thật trong nước Pháp để hướng dẫn tất cả các cái bài từ trước đến nay. Thì là mình có cái coi như là kết bạn Facebook thì mình sẽ đưa vào cái nhóm đào tạo đấy. Nhưng mà cô kết bạn người ta có nói tiếng gì? Tiếng Việt thôi. Nói tiếng Việt nhưng mà tất cả cái hình ảnh làm thao tác như nào người ta biết hết. Ai nhìn theo cũng làm hết. Cô nói tiếng Anh, cô nói tiếng Việt. Nói nhưng mà Việt, cái cách mà làm, cái thao tác là nói, nhưng mà để người ta nói kết bạn cái cổ. À, nói kết bạn. Cứ theo số điện thoại là ra. Tên là phải đẹp.